Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tin Tức Mới. Hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất của trong ngày nhé. Sau hơn 2 năm về chung nhà thì vợ chồng Khởi My Kevin Khánh luôn là cặp đôi được công chúng dành sự yêu mến, đặc biệt bởi tính cách lầy lội và hài hước. Bất cứ khi nào cả hai xuất hiện là khán giả được dịp cười bò bởi những màn tương tác hình ảnh hay trò vui bá đạo. Cho tới mới đây thì Khởi My và Kevin Khánh tiếp tục thu hút sự quan tâm từ khán giả khi lần đầu chia sẻ bức ảnh cưới được ém kỹ từ hơn 2 năm trước. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Theo đó, đây là bức hình trong bộ ảnh được chụp từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, thời điểm đó, cặp đôi chỉ chia sẻ ảnh hậu trường và công khai bộ ảnh studio chụp ở Việt Nam, nên khán giả chưa được dịp chiêm ngưỡng thành quả cuối cùng. Nhìn hình ảnh này, người hâm mộ lại được dịp suýt xoa ngưỡng mộ về chuyện tình đẹp và cuộc sống hôn nhân viên mãn của Khởi My, Kevin Khánh. Vậy nhưng ngoài bức ảnh lần đầu được hé lộ, Khởi My cũng không quên cả khi ông xã. Ai ép mày lấy vợ, ngộ là ngộ, không có ép nhà, cái mặt. Mặc dù Kevin Khánh chưa có màn đáp trả nào với pha cà khịa của vợ, nhưng độ lầy lội mọi lúc mọi nơi của cặp đôi đúng là khó ai bì kịp. Sau hơn 2 năm về chung nhà, Khởi My Kevin Khánh luôn nhận nhiều sự yêu mến từ công chúng bởi tính cách lầy lội hài hước. Khởi My và Kevin Khánh chính thức hẹn hò vào năm 2014. Thời điểm ấy, cả hai là những gương mặt sáng giá, nên chuyện tình của cặp đôi nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả và người hâm mộ. Hiếm có đôi tình nhân nào của showbiz lại được fan hai bên đẩy thuyền, nhiệt tình ủng hộ như cái tên này. Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 11 năm 2017, cặp đôi tổ chức lễ cưới chính thức về chung nhà. Trước đó, cả hai làm lễ đính hôn tháng 4 cùng năm. Kể từ khoảng thời gian này, Khởi My và Kevin Khánh đã có thể thoải mái hơn trong việc chia sẻ tình cảm với công chúng. Sau lễ cưới, cả Khởi My và Kevin Khánh hạn chế xuất hiện trên truyền hình cũng như các sự kiện giải trí. Tần suất chạy show cũng giảm xuống, khán giả ít nhìn thấy cặp đôi trên sân khấu. Thay vào đó, đôi vợ chồng trẻ dành thời gian vun vén chăm lo gia đình nhỏ cũng như theo đuổi những niềm đam mê chung, trong đó có sở thích đi du lịch trên những chiếc xe mô tô phân khối lớn. Chuyến du lịch đầu tiên sau khi kết hôn của cặp đôi là tuần trăng mật tại đảo Thiên Đường Maldives. Không giống như những gì đôi tân lang tân nương khác tận hưởng khoảng thời gian quý báu này bằng sự lãng mạn ngọt ngào, Khởi My Kevin Khánh lại khiến khán giả bật cười vì sự hài hước nhí nhố có phần tăng động của mình tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng. Trên trang cá nhân của cả hai, bên cạnh những hình ảnh từ cuộc sống thường ngày, cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc trong những chuyến đi phượt cùng nhau. Đó là những chuyến đi phượt đúng nghĩa thay vì đi xe du lịch. Đôi vợ chồng rong ruổi trên những chiếc xe mô tô phân khối lớn. Đây là sở thích từ trước khi lấy vợ của Kevin Khánh. Khởi My cũng dần thích ứng, bắt đầu có chung đam mê với chồng. Ngoài cuộc sống thường ngày của Khởi My và Kevin Khánh cũng rất giản dị, không hề hào nhoáng như người ta nghĩ về gia đình của người nổi tiếng. Sau giây phút dành cho công việc, cả hai cùng nhau tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bằng cách chăm sóc thú cưng, vào bếp nấu những bữa cơm ấm áp, sum vầy cùng người thân mỗi khi có dịp. Mặc dù không còn xuất hiện trên các phương tiện giải trí, thế nhưng hai cái tên Khởi My Kevin Khánh nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt khán giả dành nhiều sự chú ý cho cuộc sống gia đình của cặp đôi mà thông qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể nhận thấy cả hai vô cùng mặn nồng, hạnh phúc sau 2 năm từ khi kết hôn. Những hình ảnh mà Khởi My Kevin Khánh chia sẻ trên trang cá nhân luôn nhận được những lượt tương tác khủng từ khán giả. Sự hài hước, nhí nhố hay sự lãng mạn, đáng yêu của cặp đôi đều khiến khán giả ngưỡng mộ, dành nhiều lời khen. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúng mình là Tin Tức Mới. Các bạn đừng quên ấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày cùng với chúng mình nhé.